Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Hậu Giang, mà cụ thể là ở một thao Yamaha Hồng Phúc 4 đó các bạn. Địa chỉ luôn là ở số 380/3 quốc lộ 1A nha các bạn, thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang. Thì hôm nay mình đến đây theo yêu cầu của nhiều bạn, là nhờ mình cập nhật giá dòng xe Exciter 155 tại đây cho các bạn ấy. Thì hôm nay mình sẵn mình báo giá luôn cho các bạn nào có quan tâm dòng xe này tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ, gần box số 10 đó các bạn. Bây giờ mời camera vào trong luôn, mình sẽ cập nhật giá Exciter. Hôm nay là vào giữa tháng 3 rồi, thì mình xin nói luôn, cái giá này mình báo là chỉ cụ thể là vào trong giữa tháng 3 này thôi, thì nó sẽ có biến động trong vài ngày tới. Giá bây giờ nó đang biến động từng ngày đó các bạn, cho nên là giá này mình chỉ tham khảo thôi nha. Thì hiện tại ở Thao đang trưng bày rất là nhiều dòng xe Yamaha Exciter, đầy đủ màu luôn cho các bạn lựa chọn. Bây giờ mình xin báo giá dòng xe tiêu chuẩn trước, có nghĩa là sử dụng chìa khóa cơ đó các bạn. Ví dụ như là màu đen bóng này đây là sử dụng chìa khóa cơ, màu đen bóng nha. Tiếp theo nữa là còn những màu khác như là màu đỏ mờ này cũng là sử dụng màu đen bóng luôn, màu đỏ mờ này, và cũng màu đỏ mờ này vẫn có sử dụng chìa khóa thông minh cho các bạn. Như vậy là sẽ có rất nhiều lựa chọn, để các bạn thích màu nào thì cứ đến cửa hàng và mình lựa màu đó. Bây giờ mình xin báo giá luôn nha. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn như màu đỏ mờ này là sẽ có giá là 51 triệu. Giá này mình báo là vào giữa tháng 3 nha các bạn, giữa tháng 3. Đây là màu đen, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chìa khóa nè các bạn. Mình sẽ tiếp tục đến với dòng xe cao cấp. Thì đến với dòng xe cao cấp này á, Yamaha đã trang bị cho xe chìa khóa thông minh và một cái cổng sạc USB, một cái cổng sạc dạng tẩu thuốc nha, chứ không phải là USB, chỉ là tẩu thuốc thôi. Đây nè, thì các bạn muốn sạc á, thì mình phải đến Thế Giới Di Động hoặc là Điểm Máy Xanh á, mình mua được một cái tẩu để mình sạc. Cái tẩu này trị giá khoảng từ 300 cho đến 500 ngàn, dao động khoảng đó. Thì cái giá phiên bản cao cấp này hiện tại là 53 triệu. Giá này mình báo là đã bao gồm VAT rồi nha các bạn, 53 triệu nha. Phiên bản cao cấp thì có nhiều màu lắm các bạn, màu đỏ mờ nè, màu trắng đỏ nè các bạn. Còn đây là màu đen mờ, màu đen mờ cũng sử dụng chìa khóa thông minh luôn. Và cuối cùng các bạn thấy là phiên bản màu xanh GB, màu xanh GB nha, cũng là màu xanh có giá cao nhất ở đây. Hiện tại thì giá phiên bản này là 57 triệu. Mình nhắc lại nha, là giá này là đã bao gồm VAT rồi, VAT rồi nha các bạn, chỉ là chưa bao gồm phí số lăn bánh thôi. Màu xanh GB nha, phía trong này còn nhiều nữa nè các bạn, những màu sắc khác, màu trắng, màu đen mờ, màu đỏ mờ, xanh GB. Riêng cái dòng màu trắng này mình thấy rất là nhiều. Màu trắng có sử dụng chìa khóa cơ nè, và màu trắng có sử dụng chìa khóa thông minh luôn. Và khi mà các bạn mua xe này, ví dụ như các bạn muốn mua trả góp á, thì chỉ cần các bạn trả trước 30% thôi là các bạn sẽ được sở hữu cái cà phê gốc đó, được giữ cái cà phê gốc luôn nha. 30% giá trị xe là được cà phê gốc luôn. Mình xin đọc lại địa chỉ của Thao Yamaha Hồng Phúc 4 là ở số 380/3 quốc lộ 1A, quốc lộ 1A mình đó các bạn, thành thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A và Hậu Giang. Thì với hướng đi này nè, các bạn sẽ đi thẳng lên Cần Thơ đó các bạn. Thì ở khu vực này các bạn ở Hậu Giang mua cũng được, mà ở Cần Thơ mua cũng được nha. Và mình sẽ để thêm một số điện thoại bàn, đường dây nóng đó các bạn, để các bạn tư vấn về vấn đề giá cả khuyến mãi như thế nào, trả góp thế nào. Số điện thoại bàn là 02993 953 919. Còn địa chỉ là 380/3 quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang. Sau này có thời gian nữa mình lại tiếp tục đến cập nhật giá cho các bạn thường xuyên hơn ở đây, vì giá này nó sẽ dao động trong từng ngày luôn đó các bạn. Giá này mình báo là chỉ vào giữa tháng 3 thôi nha các bạn, và ngày tới rồi giá nó sẽ nó có thể lên xuống nữa đó các bạn. Yamaha Thao Hồng Phúc 4 nha. Mình sẽ cho các bạn xem một số dòng xe ở đây. Bên này có nè, nhiều lắm các bạn. Bên này nè, hiện tại Hồng Phúc đang có rất nhiều chiếc Yamaha ở đây. Exciter 155 VVA,
bên này nữa nha. Như vậy là đầy đủ phiên bản màu luôn đó các bạn, thích lựa chọn màu nào cũng được. Còn bây giờ trên tay mình là những chương trình khuyến mãi đang hot tại Hồng Phúc 4 dành cho những chiếc xe tay ga. Trên tay mình đây nè các bạn, thí dụ như khi các bạn mua dòng xe Sirius này thì hiện tại đang có chương trình là giảm giá 700 ngàn cho dòng xe Sirius này đó các bạn, 700 ngàn. Còn đến với dòng xe Exceter 150 thì được giảm giá là 5 triệu đồng, mình trừ thẳng vào giá luôn nha. Còn đến với dòng xe Figo, dòng xe Figo á thì chúng ta được giảm giá rất là sốc, giảm tận 7 triệu đó các bạn. Đây là dòng xe Figo đang được khuyến mãi rất là hot nha, giảm giá được tới 7 triệu đó các bạn, trừ thẳng vào giá luôn. Còn với dòng xe Zanos, ví dụ như đây thì được giảm giá là 3 triệu đồng, trừ thẳng vào giá thôi. Còn dòng xe mà Grande hay là Latte á thì được giảm là 2 triệu. Mỗi dòng xe thì nó có sự khuyến mãi khác nhau hết các bạn. Đây là dòng xe Grande ha. Grande đó các bạn. Còn phía sau này sẽ là dòng xe Latte. Thì hai dòng xe này sẽ được lần lượt giảm giá là 2 triệu đồng. Grande và Latte. Thì cái chương trình này á nó sẽ được kéo dài cho đến là 31 tháng 5 thì mới hết chương trình. Còn riêng với dòng ẹt á 150 thì hiện tại là cửa hàng các bạn biết là bán hết xe luôn mà chưa có kịp nhập về. Để mình xem còn gì nữa không ha. Nói chung là chương trình bao nhiêu đó thôi. Mình nhắc lại nha, chương trình giảm giá này nó sẽ ứng dụng cho đến là hết tháng 5, 31 tháng 5 nha các bạn. Khi mà qua tháng đó rồi thì mình hy vọng sẽ có chương trình khuyến mãi khác. Còn hiện tại thì mình chỉ thông báo cho các bạn biết một số vấn đề về chương trình khuyến mãi như vậy thôi. Hôm nay là vào giữa tháng 3 nha các bạn. Các bạn nào có quan tâm thì mình cứ đến Yamaha Hồng Phúc 4. Mình xin phép đọc lại địa chỉ của Thao một lần nữa, là ở số 380/3 quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang. Hướng này sẽ là hướng đi Cần Thơ nha các bạn. Và khi mua xe tại đây, nếu các bạn trả góp thì với 30% thôi, giá trị xe là các bạn sẽ nhận ngay cà vẹt gốc. Rồi, sau này có thời gian mình sẽ lại tiếp tục nha. Mình sẽ để địa chỉ này cũng như là số điện thoại mình vừa cho các bạn đó ở trong phần mô tả. Cho những bạn nào có quan tâm thì mình cứ gọi điện hoặc đến thẳng cửa hàng, mình tư vấn nó dễ hơn. Bây giờ mình xin phép chào kết thúc video này nha các bạn. Xin chào các bạn.